Công an thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang tiếp tục điều tra để làm rõ toàn bộ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa hai xe máy khiến ba người thương vong. Vụ tai nạn xảy ra tại đoạn đường Nơi Trăng Long nối dài thuộc địa bàn thôn Trinh Ba, phường An Lạc, thị xã Buôn Hồ. Cụ thể, ông Nguyễn Văn Phố, 46 tuổi, điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 47C1-24200 lưu thông từ hướng xã Ea Blang, thị xã Buôn Hồ về phường An Lạc. Khi xe chạy đến đoạn đường Nơi Trăng Long nối dài thì bất ngờ xảy ra va chạm với xe máy lưu thông theo hướng ngược lại. Trên xe có hai người, gồm anh Võ Đình Thanh Sang, 22 tuổi, trú tại xã An Bình, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, và Trần Đình Tấn, 21 tuổi, trú tại thị xã Buôn Hồ. Hậu quả, vụ tai nạn khiến ông Phố tử vong trên đường đi cấp cứu. Riêng hai nạn nhân còn lại bị thương nặng, được người dân gần đó đưa đi bệnh viện cấp cứu.